Các bạn đang nghe truyện chinh chiến tại tuyến online trên kênh TV Audio CV chương 808, băng tuyết tộc. Giờ khắc này, Vương Đại Mãn bỗng dưng hoảng hốt. Mình làm thế có coi là người xấu không nhỉ? Ngươi sao thế? Trước cuộc có muốn gia nhập không hả? Thấy Vương Đại Mãn kích động, Hải Đại Phu hoang mang hỏi. Ông sẽ không hại tôi chứ? Vương Đại Mãn nói bằng giọng sâu xa. Ta hại ngươi làm gì? tuy rằng ta là kẻ cực ác nhưng ta sẽ không bao giờ ra tay với đồng bạn cùng phe chút nguyên tắc đó ta vẫn phải có hải đại phu nghiêm túc nói nghe hải đại phu nói vậy vương đại mãn không tin cho dù chỉ là một dấu chấm câu nếu không gây tai vạ cho đồng bạn thì vừa rồi việc gì ác khải phải sợ hãi thế ngay cả tổ chức di chuyển hang ổ mà cũng không kêu ông còn dám nói là không gây tai vạ cho đồng bạn sao thân là người lương thiện có âm đức hộ thể Ông nói dối mà không xấu hổ thế, chẳng lẽ trong lòng không có chút ấy nấy với tự biết thân biết phận sao, thực ra. Thực ra tôi là người tốt. Vương Đại Mãn suy nghĩ một lát rồi nói. Sau khi biết Hải Đại Phu có âm đức kim luân hộ thể là thiên địch của kẻ ác, lúc này Vương Đại Mãn chỉ muốn làm người tốt. Chẳng lẽ ngươi không muốn thay đổi sao? Chẳng lẽ không muốn cưa đổ cô gái mạnh hơn ngươi vô số lần kia sao? Thấy vậy, hải đại phu bắt đầu xúi dục vương đại mãn đi theo phe ác. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hải đại phu, nếu không phải đánh không lại lão thì vương đại mãn thật sự muốn cho lão một cú đấm. Lão già này bảo mình đi làm kẻ ác, sau đó lại dùng skill nhân quả, kẻ ác phải chết, để hành chết mình sao, tôi chọc giận ông hay sao vậy, không được, không được, tôi chỉ muốn làm người tốt thôi, thái độ của vương đại mãn rất kiên quyết. Hay, trẻ nhỏ khó dạy, đường đường kẻ ác không làm mà lại muốn đi làm người tốt. Đầu ngươi bị đào ngột đá hả, hải đại phu thở dài, nhìn vương đại mãn như đang nhìn kẻ ngốc. Vương đại mãn. Giờ khắc này, anh ta thật sự rất muốn ra tay đánh chết người lương thiện này, đánh cực kỳ tàn nhẫn luôn, quả thực là quá bực tức rồi, đúng rồi, ta vừa phát hiện con bé mà ngươi thích đã nhận được truyền thừa của Minh Hải Quốc đấy. Thế nghĩa là sao, vương đại mãn ngạc nhiên truyền thừa của đế quốc Minh Hải quốc đã từng trải rộng khắp ba hải vực lớn mấy chục vạn năm về trước. Nói cách khác, tiềm lực của con bé đó là vô hạn. Nếu ngươi còn u mê nữa thì sau này sẽ không nhìn thấy cả bóng lưng của con bé đó đâu, Hải đại phu nghiêm túc nói. Thế thì phải làm sao đây? Vương đại mãn không khỏi hỏi. Trở thành kẻ ác. Đốt giết cướp giật. Không chuyện ác nào không làm dựa vào làm chuyện ác để nhanh chóng tích lũy vốn liếng tăng thực lực lên, sau đó vượt qua nàng, hải đại phu hướng dẫn từng bước. Cút đi! Tôi là người tốt, vương đại mãn từ chối ngay tắp lự. Ngươi đừng không tin ta. Nhớ hồi đó, Minh Hải nữ đế chính là làm như vậy. Trong quá trình khuếch trương, không chuyện ác nào là nàng không làm, nhanh chóng cuộc khởi ở hải vực vọng hư mà chỉ tốn thời gian rất ngắn, dần dà xây dựng nên Minh Hải quốc khổng lồ, thấy vương đại mãn còn chưa tin hải đại phu lập tức kể tôi từng nghe nói tới minh hải quốc rồi nhưng mà nữ đế là gì còn nữa minh hải quốc mạnh như thế thì ngày xưa bị hủy diệt như thế nào vậy nghe hải đại phu nhắc tới minh hải quốc mấy lần vương đại mãn không khỏi hỏi chuyện này kể ra thì dài lắm cái gọi là nữ đế chính là đế vương được ba hải vực công nhận chính nàng đã tự tay thành lập minh hải quốc vô cùng hùng mạnh ngày xưa Lần đầu tiên ta gặp nữ đế cũng chính là lúc quyền thế của nàng đã đạt tới cao nhất. Ta còn nhớ rõ phong thái của nữ đế khi đó, thật là mê đắm lòng người. Cho nên khoảnh khắc ấy, ta đã quyết định cuộc đời này chỉ nguyện trung thành với nàng thôi, nhớ lại chuyện xưa, Hải Đại Phu không khỏi thổn thức. Nghe vậy, Vương Đại Mãn lập tức ngây dại. Ông nguyện trung thành vào đúng thời kỳ đỉnh phong của Minh Hải quốc hả? Đúng rồi. Sao nào? hải đại phu khó hiểu hỏi lại giờ phút này vương đại mãn bỗng nhớ tới tổ chức kẻ ác bích tuyền anh ta nghĩ tới một giả thiết vì thế anh ta vội hỏi thế ông có biết tại sao minh hải quốc lại bị hủy diệt không hủy diệt là hủy diệt chứ sao còn lý do gì nữa có điều ta vẫn cảm thấy vấn đề lớn nhất hẳn là nằm ở chỗ nữ đế hải đại phu suy nghĩ rồi nói tại sao trước đây khi ta bàn luận với nữ đế về việc nên làm thế nào để tăng tốc độ mở mang bờ cõi của minh hải quốc thì đã đưa ra một đề nghị tuyệt hảo thế nhưng nữ đế lại không nghe ngươi xem không phải tiêu đời rồi sao hải đại phu nói rồi thở dài ông đề nghị vụ gì ta đề nghị trực tiếp phái binh đi tấn công đại vực bắc kỳ gần hải vực vọng hư nhất dốc hết sức lực ra quân tranh thủ thu phục bắc kỳ sau đó coi bắc kỳ là lãnh địa đầu tiên trên đất liền của chúng ta để phát triển ra bên ngoài sau đó thì sao sau đó nữ đế nói không rõ thực lực cụ thể của thế lực bắc kỳ nên điều tra kỹ lưỡng rồi lại ra tay thì thỏa đáng hơn lúc ấy ta đã nghĩ làm việc chần chờ lo trước lo sau kiểu đó rất không nữ đế vì thế ta trực tiếp lấy ý chỉ của nữ đế đi ra lệnh điều động quân đội hải triều cho thằng ngốc kim trực tiếp xuất phát tấn công bắc kỳ dù sao thì cũng chỉ là bất kỳ mà thôi, sợ gì chứ. Giải quyết một lần luôn cho máu, Hải Đại Phu nói, vẻ mặt trông còn rất là đắc ý. Kết quả, ông nói kết quả cho tôi nghe đi, Vương Đại Mãn Chợt có linh cảm nào đó. Kết quả thằng ngốc kim đó quả là làm việc không đáng tin gì cả, thế mà lại khiến cả quân đội bị tiêu diệt, đúng là đồ phế vật. Thấy vẻ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép của Hải Đại Phu, vương đại mãn thật lòng muốn đập bể đầu lão cho xong chuyện khai chiến với một đại vực mà chẳng biết gì cả trực tiếp tấn công luôn ông là lợn hả hay cuối cùng thì hành động thất bại của quân hải triều cũng khiến nữ đế bị kinh động khi đó ta cho rằng nữ đế đang trong cơn nóng giận sẽ đích thân dẫn quân đi đánh bắc kỳ ai dè nàng lại đi điều tra một mình còn bắt một tên ngốc tên là băng phong nào đó về rồi sao nữa rồi không biết sao chúng ta bùng nổ chiến tranh với Bắc Kỳ. Chẳng qua ta không tham dự. Nữ đế nói chỉ mình ta mới có thể chống lại thực lực của băng phong nên bảo ta canh chừng thằng nhóc đó, còn nói nó rất quan trọng. Chẳng qua nếu đã là kẻ địch thì ta đương nhiên là phải khiến nó chịu không ít khổ. Mỗi ngày rảnh rỗi lại đi đánh nó, đánh cho nó khóc qua qua, ta nhìn mà phiền lòng, nhớ tới băng phong, hải đại phu không khỏi lộ vẻ ghét bỏ. Lần chiến tranh đó bị thua đúng không? vương đại mãn dè dặt hỏi không thua sao có thể thua được chứ đế quốc minh hải chúng ta mạnh thế cơ mà chỉ có thể là hòa thôi thế hòa hải đại phu bất mãn nói thế sau này thì sao lúc này vương đại mãn cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc minh hải quốc hùng mạnh cỡ đó lại bị hủy diệt như thế nào khi đó không phải là đánh hòa sao nữ đế bảo ta thả băng phong ra vì thế ta bèn thả nó ra nhưng sau này ta vô tình nghe thấy bọn lính nói, trận chiến này có thể đánh hòa có liên quan rất lớn đến tên nhóc Băng Phong đó. Nghe tin này, ta rất tức giận, không ngờ đều tại thằng nhóc này nên Minh Hải quốc chúng ta mới không thể chiến thắng, chỉ có thể hòa. Vì thế ta lén chạy đến Bắc Kỳ, tìm được thằng nhóc Băng Phong kia, lại đánh cho nó một trận khiến mặt nó sưng vù, thật sự là hả lòng hả dạ, nói rồi, nét mặt Hải đại phu trở nên sảng khoái. Nghe vậy, Vương Đại Mãn trợn tròn cả con mắt. Ông quả thực là tai họa, thế không phải là nói Minh Hải quốc đánh không lại bất kỳ sao? Mới thả con tin ra để đạt được hòa bình, thế mà ông còn đi gây chuyện nữa chứ. Ông sợ mình không chơi chết Minh Hải quốc được hay sao vậy, cho nên ông cảm thấy Minh Hải quốc bị hủy diệt là tại ai? Vương Đại Mãn hỏi bằng giọng sâu xa. "Ơ, ờ, nói thế nào bây giờ nhỉ?" Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Minh Hải Quốc hủy diệt, trách nhiệm của nữ đế hẳn là lớn nhất. Bởi vì ta cảm thấy nàng vẫn chưa đủ ác, chưa đủ quả quyết trong trận chiến đó, quả thực là chẳng giống nữ đế gì cả. Sao ông lại có thể mặc dày đến mức này chứ? Vương Đại Mãn phục sát đất luôn rồi. Bây giờ anh ta đã hiểu ra rồi. Minh Hải Quốc bị hủy diệt chắc chắn có liên quan tới Hải Đại Phu, đoán chừng 99% nhân tố bị hủy diệt đều đến từ skill nhân quả, kẻ ác phải chết, cùng với thế lực đen tối phải hủy diệt của Hải Đại Phu. Trong khoảng thời gian một năm chinh chiến online được phát hành đến nay, những người chơi đã vô cùng nhạy cảm với ngày lễ. Bởi vì mỗi khi có lễ Tết thì đều đồng nghĩa với việc họ có thể kiếm thêm một đợt tiền lời trong game. Không chừng còn có thể nhận được phần thưởng đặc biệt trong sự kiện, ví dụ như là chức nghiệp ẩn hay là đạo cụ đặc thù vân vân. Cho nên những người chơi luôn luôn mong chờ sự kiện ngày lễ. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, rất nhiều người chơi đã bắt đầu lên diễn đàn, vỗ bàn, thúc giục nhà phát hành nhanh chóng mở sự kiện mùng 1 tháng 6 từ trước. Lục vô đương nhiên đã chuẩn bị xong xuôi. Đến 8 giờ sáng hôm đó, lục vô bèn chính thức mở ra sự kiện mùng 1 tháng 6 lần này. Thông báo toàn server, mở sự kiện mừng ngày quốc tế thiếu nhi năm nay. Sự kiện, ân cha nghĩa mẹm tả về sự kiện, sự kiện lần này sẽ được chính thức bắt đầu vào 8 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 6. Sau khi sự kiện bắt đầu, tất cả người chơi có thể nhận đạo cụ đặc thù của sự kiện, trẻ con, trong giao diện sự kiện, bắt đầu cuộc hành trình vui vẻ ngày mùng 1 tháng 6 này. Yêu cầu của sự kiện, đạo cụ đặc thù, trẻ con, là một đứa trẻ 4 tuổi có ý thức, khi nhận thì xác suất giới tính nam nữ là rút thăm ngẫu nhiên 50%. Sau khi nhận đạo cụ, người chơi có thể tiến hành chăm sóc Tăng điểm vui vẻ cho nó, điểm vui vẻ có thể tăng lên bằng các cách như cho ăn, chơi đùa, kể chuyện cổ tích vân vân. Sau khi sự kiện kết thúc sẽ tiến hành phát thưởng cho người chơi thông qua điểm vui vẻ của đứa trẻ đã nhận được. Phần thưởng nhiệm vụ, hạng nhất, giữ lại đạo cụ đặc thù, trẻ con. Hạng 2, 5, nhận được một lần rút thăm đạo cụ đặc thù, 6, 10, nhận được một tờ giấy xác nhận chế tạo vũ khí cấp sử thi, tự cung cấp vật liệu, được phép giao dịch hạng 11, 50, nhận được một món trang bị màu tím le level 100 phù hợp với chức nghiệp của mình, ngẫu nhiên. Hạng 51, 100, nhận được một món trang bị màu tím le level 100 của chức nghiệp ngẫu nhiên 101, 1000, nhận được một món trang bị màu lam le level 110, ngẫu nhiên. Hạng 1001, 10000, nhận được một món trang bị màu lam le level 100, ngẫu nhiên. Phần thưởng đặc biệt, trong sự kiện lần này, Người chơi tương tác với trẻ con sẽ có tỷ lệ nhất định nhận được đạo cụ đặc thù. Mong người chơi hãy tự tìm tòi trong lúc diễn ra sự kiện, lời nhắc nhở, sự kiện lần này sẽ được tiến hành đồng thời cho cả 4 server, xếp hạng riêng cho từng server, không can thiệp lẫn nhau. Lời nhắc nhở 2, sau khi sự kiện kết thúc, nếu điểm vui vẻ của trẻ con là số âm thì người chơi sẽ bị trừng phạt, đi bất ngẫu nhiên, thời gian 1, 30 ngày ngẫu nhiên. Xin đừng bắt nạt hoặc ngược đãi chúng. Nhà phát hành nhắc nhở, xin hãy chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ đã nhận nuôi, dẫn cậu bé, cô bé, đó đi chơi vui vẻ đi. Sau khi chi tiết về sự kiện được đăng tải, bất kể là diễn đàn chính hay trong trò chơi đều tràn ngập tiếng kêu rên của những người chơi. Tuy rằng biết hình thức của mỗi sự kiện trong chinh chiến online đều khác nhau, nhưng sự kiện lần này thật sự khiến họ kinh hãi. Sự kiện mùng 1 tháng 6 lại là làm bảo mẫu, đậu xanh cho bọn này chơi mùng 1 tháng 6 hay là cho đám trẻ con chơi mùng 1 tháng 6 thế? Những người chơi đều kinh ngạc. Có điều đối mặt với phần thưởng đầy sức hấp dẫn của sự kiện, những người chơi không hề có sức chống cự, quyết đoán gia nhập ngay lập tức. Ban đầu, rất nhiều người chơi đều không tình nguyện. Dù sao thì vừa nghe tới việc trong trẻ đã thấy mệt mỏi rồi. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc với hình mẫu, trẻ con, do bác Ly tự tay sáng tạo ra, hành động của những người chơi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ nghiệp quật. Một giờ sau khi bắt đầu sự kiện, có thể thấy bóng dáng trẻ con vắt chân lên chạy khắp nơi trong các server. Kênh tán gẫu sự kiện của mỗi server đều vô cùng ồn ào. Wow, rút được một bé cô te, tôi phải làm cha rồi, ha ha ha. Đầu, sao thằng nhỏ nhà tôi mới đi ra đã cắn tôi rồi. Nhưng mà đáng yêu thiệt đó. Trước khi rút thăm, con đã tranh thủ cầu nguyện trong kênh khu vực rồi. Phù hộ con nhà em nhất định phải trong cực sinh mới được. Rút thăm thôi. Ra đây nào, con của ta, chính là con đó, SSR. Ủa? Sao con nhà tôi lại ở chuồng đi ra? Sao con của mấy người đều có quần áo? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Con nhà tôi đói bụng rồi, điểm vui vẻ giảm xuống, có ai biết cho con nít ăn cái gì mới được không? Tôi không có kinh nghiệm nuôi con đâu, tiêu đời, tiêu đời rồi. Giờ khắc này, người chơi ở tất cả server đều hóa thân thành ông bố bà mẹ bỉm sữa, khắp nơi đều thấy họ chạy theo con mình. Theo thiết lập của Bắc Kỳ, những đứa trẻ này đều có dung mạo cực kỳ đáng yêu, khiến rất nhiều người chơi vốn định làm nhiệm vụ cho có đều không nhịn được nổi lên, tình thương của mẹ. Cả đám đều chăm sóc cực kỳ chu đáo, chỉ sợ đứa trẻ không vui hơn nữa để có thể tăng điểm vui vẻ cho đứa trẻ diễn đàn của bốn server đều bị đề tài hỏi chăm sóc trẻ em như thế nào của những người chơi chiếm lĩnh nhất là kênh giọng nói của sự kiện mỗi lần có đứa nhỏ nào bị giảm điểm vui vẻ là người chơi đều kêu thảm thiết cầu cứu trong kênh giọng nói cảnh tượng còn kịch liệt hơn cả chiến tranh trong tình huống này những người chơi tốt bụng lập tức đăng bài cẩm nang nuôi con nhanh chóng trở thành phao cứu sinh cho đám người chơi tay mơ. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, người chơi của cả 4 server thậm chí còn bày ra 374 cách để khiến trẻ con vui vẻ, 2145 loại thức ăn có thể tăng điểm vui vẻ, 1334 hành vi khiến bọn trẻ không thích. Thậm chí còn có người chơi đăng cả cuốn truyện cổ tích toàn tập lên diễn đàn. Giờ khắc này, phong cách của diễn đàn chinh chiến đột nhiên thay đổi. Nếu du khách nào không biết mà vào thì chắc chắn sẽ khiếp sợ, tưởng rằng mình vào nhầm trang web trao đổi kinh nghiệm nuôi con chứ không phải là diễn đàn của trò chơi chinh chiến online cực kỳ nổi tiếng. Trong một ngày này, người chơi thiên tai thứ tư vốn vô cùng hung hãn lại trở nên cực kỳ, hiền hòa. Đánh đánh giết giết hoàn toàn bị bỏ sang một bên. Giờ phút này, họ chỉ muốn làm cho con mình vui vẻ hơn thôi. Đến hơn 8 giờ tối, những người chơi thậm chí còn chơi sự kiện mùng 1 tháng 6 thành một kiểu khác, xuất hiện tình huống khoe con với quy mô lớn, tình cảnh không thể vãn hồi. Sao bị con nhà ai chạy nhanh hơn, con nhà ai ăn nhiều ai, nhà ai cho con ăn mặc đáng yêu hơn vân vân. Đạo cụ đặc thù, trẻ con của sự kiện trở thành vũ khí, vả mặt mạnh nhất của những người chơi ngoài trị số vũ lực ra. Hôm nay, không có ai khoe trang bị, khoe level, khoe kỳ ngộ, chỉ chú tâm khoe con làm thể nào để con nhà mình đè bẹp con nhà người ta trở thành vấn đề khiến đa số người chơi phải vắt óc suy nghĩ một ngày này những người chơi vừa bận rộn tâm trạng lại vừa sung sướng dưới sự bồi dưỡng của người chơi tính cách của bọn trẻ cũng trở nên khác biệt có đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện có đứa nổi loạn có đứa bám người có đứa hay ghen sự kiện lần này quả thực là khiến người chơi chơi điên rồi chinh chiến online vốn là trò chơi lấy chinh chiến làm chủ đề chính, nhưng hôm nay lại bị những người chơi biến thành game nuôi dưỡng. Vui vẻ, vô cùng vui vẻ, niềm vui nuôi con quả thực vượt xa tưởng tượng của những người chơi. Họ đã hoàn toàn yêu phải con mình rồi. Thời gian hôm nay trôi qua vô cùng nhanh chóng. Chỉ chớp mắt đã 12 giờ tối. Giờ khắc này, cảnh tượng khiến những người chơi sụp đổ xảy ra. Tất cả những đứa trẻ bỗng quỳ trên mặt đất dập đầu với cha mẹ chúng rồi nói một câu ân tình cha mẹ hơn cả muôn vàng tiền bạc, ghi nhớ ơn cha nghĩa mẹ, lòng thương con vô bờ bến, hẹn gặp lại cha, mẹ. Sau khi cúi đầu, tất cả những đứa trẻ đều biến thành một tia sáng biến mất trước mặt những người chơi. Thấy cảnh này, tất cả người chơi đều trợn tròn mắt. Rất nhiều người hoàn toàn không thể chấp nhận cảm giác ly biệt này. Giờ khắc này, tất cả người chơi đều bạo động, xôn xao khắp diễn đàn. Tất cả người chơi đều hy vọng nhà phát hành chinh chiến kéo dài thời gian của sự kiện mùng 1 tháng 6, thậm chí mong sự kiện này đừng kết thúc. Pikachu nhé, hu hu hu. Nhà phát hành khốn kiếp, mau trả, đô đô, nhà tôi lại cho tôi, tôi không thể không có nó, tôi đã hứa sẽ làm một bộ váy hoa xinh đẹp cho nó rồi. Xin nhà phát hành trả cho tôi. Tuyết lê mạnh nhất, trời ơi, con tôi biến mất rồi, mất rồi bây giờ tôi thật sự muốn gửi giao cho đội ngũ đứng sau chinh chiến chết 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 lưỡi dao nhỏ máu xin cậu bé bút chì đậu xanh tiểu tân nhà tôi dập đầu cho tôi rồi bay đi cho nhà phát hành một phút để trả nó lại đây không thì tôi sẽ bắt đầu mắng đấy sao băng lướt qua tôi đã gánh chịu áp lực mà lứa tuổi của tôi không nên thừa nhận tôi mới mười lăm tuổi mà đã nuôi con rồi chẳng qua tôi vẫn coi nó là em trai. Thật sự rất đáng yêu. Bây giờ tôi mãnh liệt yêu cầu mẹ tôi lại sinh một đứa. Nhưng mà nhà phát hành trả em trai lại cho tôi trước đã. Lưỡi dao nhỏ máu. Lực bạc sơn hề, tôi vốn rất kháng cự loại sự kiện này, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói, nhà phát hành chết tiệt mau trả tiểu sơn nhà tôi lại cho tôi. Tôi đã hứa sẽ dẫn nó đi leo núi rồi, nhà phát hành chết tiệt đừng làm cho tôi nói mà không giữ lời chứ đồng quải đánh mặt. Bậc thầy Pokemon, tôi cũng chịu luôn, nhà phát hành chết tiệt lừa đảo. Tôi đang kể chuyện cho con, mới kể được một nửa thì đứa nhỏ đã biến mất rồi. Nhà phát hành chết tiệt khốn kiếp. Đi chết đi. Cho mày một phút để trả lại. Trúc đêm trăng, bé Trúc nhà tôi cứ thế. Đi rồi. Tôi cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình đã bị thương nặng. Cả đời tôi chỉ có một đứa con đó thôi, bây giờ tôi sắp điên rồi nếu không trả con lại cho tôi thì tôi sẽ tôi sẽ dù sao mau trả lại đây đồng quải đánh mặt kẹo sữa bò thân là mẹ của một đứa trẻ sự kiện lần này thật sự khiến tôi tràn ngập tình thương của mẹ tôi coi tiểu quả nhà tôi là đứa thứ hai để nuôi ai dè lại biến mất rồi tôi cảm thấy trái tim quặn đau tôi sắp mắc bệnh rồi loại bệnh mà nhà phát hành không trả con lại thì sẽ không khỏi đâu đứa con của biển, vừa nãy dẫn con ra biển câu cá, mới câu được một con cá lớn, con tôi còn ôm nó cười vui vẻ, tôi đang chuẩn bị chụp tấm ảnh kỷ niệm, ai dè con tôi bỗng dưng biến mất tiêu rồi. Giờ khắc này tôi muốn nói, nhà phát hành khốn nạn chết không toàn thay, một con chó săn, cả ngày tôi đều cho con cưỡi chạy lung tung, tuy rằng rất mệt, nhưng tôi cũng rất vui vẻ. Nhà phát hành chết tiệt, trả con lại cho tôi. Nghe răng. Giờ phút này, diễn đàn chính tràn ngập tiếng ồn ào tất cả người chơi đều lưu luyến sự kiện lần này vượt quá mức bình thường tuy rằng chỉ là một ngày nhưng bắt đầu từ khi nhận nuôi một đứa trẻ từ trạng thái còn chưa biết gì suốt một ngày đều ở bên cạnh nuôi dưỡng đứa trẻ không thể nghi ngờ khiến rất nhiều chơi đều trút tình cảm chân thành vào đó tuy rằng biết sự kiện sẽ kết thúc nhưng sự biến mất bất ngờ này khiến họ không thể chấp nhận được loại kháng nghị này càng ngày càng nghiêm trọng tất cả người chơi đều đoàn kết, mãnh liệt phản đối hành vi vô nhân đạo của nhà phát hành chinh chiến. Đối mặt với những người chơi kháng nghị, lục vô cũng rất bất đắc dĩ. Sự kiện mùng 1 tháng 6 lần này vốn là gia vị tăng thêm tính thú vị của trò chơi. Nhưng không ngờ những người chơi lại nảy sinh tình cảm với đứa trẻ. Nhức đầu, vô cùng nhức đầu. Lục vô suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể tìm bắt ly thương lượng đối sách. Sau khi thảo luận, Lục Vô đã có quyết định. Sau đó, hắn đăng một bài viết lên diễn đàn chính với tư cách nhà phát hành. Nhà phát hành thông báo về phần sau của sự kiện mùng 1 tháng 6. Nội dung, đầu tiên, xin cảm ơn những người chơi đã khen ngợi sự kiện mùng 1 tháng 6 lần này. Tiếp theo, đội ngũ của nhà phát hành vô cùng coi trọng đề nghị do người chơi phản hồi sau sự kiện mùng 1 tháng 6. Sau khi thảo luận cuối cùng đội ngũ trù hoạch chinh chiến quyết định sẽ không xóa bỏ dữ liệu trẻ con trong sự kiện lần này. Đồng thời xét thấy sự yêu thích của người chơi dành cho trẻ con, nhà phát hành đang nghiêm túc suy xét mở chức năng nuôi dưỡng trẻ con trong game, kính mong những người chơi chờ đợi, đội trù hoạch nhà phát hành chinh chiến. Hải vực khuê long Ánh chiều tà nhuộm đỏ nước biển trong veo, sóng biết dập dờn, thỉnh thoảng lại có mấy con cá nhảy lên mặt nước, bọc nước trong suốt văng tung tóe. Giờ phút này, Vương Đại Mãn vốn định trở về Bắc Kỳ còn đang tâm sự chuyện cũ với Hải Đại Phu. Nghe Hải Đại Phu miêu tả, bây giờ Vương Đại Mãn đã hiểu Minh Hải Quốc bị hủy diệt như thế nào. Đầu tiên là Hải chết nữ đế, sau đó bởi vì thực lực mạnh nhất nên nhận lệnh tiếp quản Minh Hải Quốc. Trong lời kể của Hải Đại Phu, để phục hưng Minh Hải, lão đã tiến hành một loạt cải cách. Nhưng Vương Đại Mãn lại thấy đó hoàn toàn là thao tác tìm chết triệt để kéo Minh Hải quốc vốn còn có thể dãy dụ một phen xuống vực sâu vô tận. Vì thế nên thế lực đen tối Minh Hải mới bị hủy diệt, bây giờ ngẫm lại, Vương Đại mãn cảm thấy lúc trước Hải Đại Phu đề nghị thành lập tám quốc gia biển có lẽ cũng là một khâu trong nhân quả, có lẽ kết cục đã được định sẵn, tám nước căn bản là không có khả năng xác nhập thành một, Phục Quốc chỉ còn là một câu chuyện cười mà thôi. Hết thảy đều đã được vận mệnh sắp đặt sẵn rồi. Đáng sợ, thật đáng sợ, có thể phá hủy cả một thế lực do bán thần thành lập, không đơn giản chỉ là âm đức cộng một thôi đâu, lại nhìn thoáng qua bấp âm đức kim luân hộ thể trong giao diện của hải đại phu, vương đại mãn không khỏi xấu hổ. Đằng sau âm đức kim luân cấp 8 này rốt cuộc là lịch sử đẫm máu và nước mắt của bao nhiêu thế lực đen tối đây, sau khi nghe câu chuyện của hải đại phu, vương đại mãn nói, được rồi, tôi đã nghe ông kể chuyện xong rồi. Bây giờ tôi nên về nhà. Nghe nhiều câu chuyện đến thế, Chẳng lẽ ngươi không có xúc động muốn gia nhập sao?" Hải Đại phu kinh ngạc. "Tôi gia nhập cái đầu ông ấy. Từ nhỏ ông đây đã làm không ít chuyện xấu, sợ bị ông chơi chết, đương nhiên Vương Đại Mãn sẽ không nói thế, mà chỉ thờ ơ lắc đầu, "Khỏi đi, tôi thích cuộc sống bình yên hơn. Cuộc sống của ông quá đặc sắc, không phù hợp với tôi." "Ngươi chắc chứ?" "Chắc nịch luôn." "Hay, thật tiếc, ta vốn định đi làm một chuyện hơi liên quan tới ngươi." Nếu ngươi không muốn gia nhập thì ta tự đi một mình vậy." Hải Đại Phu tiếc núi lắc đầu nói. Nghe vậy, Vương Đại Mãn đang định rời đi bỗng quay lại, "Khoan đã, ông nói chuyện có liên quan tới tôi là gì thế? Không phải ngươi không muốn gia nhập sao? Tôi muốn biết kế tiếp ông sẽ làm gì." Vương Đại Mãn bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, thậm chí cực kỳ nghi ngờ có phải là mình đã bị skill nhân quả của Hải Đại Phu phán định là kẻ ác nên đã chính thức bị cuốn vào đợt trừng phạt nhân quả của Hải Đại Phu hay không? Thế nên tất cả những gì mà Hải Đại Phu sắp sửa làm, dù cố ý hay vô tình thì đều sẽ dính líu đến mình. Thực ra nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi cũng biết đấy, ta muốn chế tạo khủng bố ở Hải vực Khuê Long này. Thế thì liên quan gì tới tôi?" Vương Đại Mãn ngơ ngác. "Ta mới nhớ ra, nếu nói tới khủng bố thì sóng thần các thứ vẫn yếu quá." Thế nhưng bây giờ ta đã nghĩ đến cách có thể gây ra một vụ khủng bố lớn kinh thiên động địa, Hải Đại Phu đắc ý nói. Nói chuyện thì nói đủ câu cho tôi đi, Vương Đại mãn không nhịn được trừng lão. Cách của ta chính là hồi sinh nữ đế. Thân là kẻ ác thượng cổ, chỉ cần nàng hồi sinh thì hải vực khuê long này sẽ gặp tai họa ngập trời. Thậm chí trận thiên tai này sẽ lan tới cả hải vực khác nữa. Ngươi nói xem vụ khủng bố này có lớn không, trong hải đại phu rất là đắc ý, ông muốn hồi sinh nữ đế thì liên quan gì tới tôi? Vương Đại Mãn vội hỏi. Anh ta thật sự sợ mình sẽ bị skill, nhân quả, của hải đại phu trừng phạt. Chuyện này cũng giống như, hiệu ứng bươm bướm, skill nhân quả của hải đại phu đáng sợ như vậy đấy. Mỗi lần lão vô tình làm ra một chuyện nào đó, trải qua đủ mọi trắc trở, cuối cùng cũng sẽ xử lý kẻ ác bên cạnh lão. Con bé kia không phải người ngươi thích sao? nàng nhận được truyền thừa minh hải mà ta dự định hồi sinh nữ đế ngươi nói xem có liên quan không nếu nữ đế sống lại thì cô ấy sẽ ra sao vương đại mãn không khỏi hỏi ta cũng chả biết nữa bây giờ nữ đế thiếu thuộc hạ chắc sẽ thu nạp nàng cũng nên hải đại phu suy nghĩ một lát rồi trả lời thế thì có liên quan đến gì đến tôi vương đại mãn đần mặt ra ngươi nghĩ mà xem chờ nữ đế sống lại con bé nhà ngươi lại nguyện trung thành với nữ đế ngươi lại gia nhập vào thế lực đen tối minh hải chúng ta vào lúc này thì không phải sẽ trở thành người một nhà sao đến lúc đó các ngươi có thể gặp nhau mỗi ngày cơ hội tuyệt vời biết bao hải đại phu nghiêm túc phân tích dụ dỗ dụ tiếp đi nhìn hải đại phu vương đại mãn cảm thấy mình đang bị lão ta cố gắng dụ dỗ không hiểu sao anh ta lại loáng thoáng động tâm ba ngày sau đảo khảm khôn nơi sâu nhất bên trong cung điện di tích Minh Hải, một cô gái xinh đẹp khoác vương bào màu đen đang nhắm mắt ngồi trên vương tọa Minh Hải. Cho dù thời gian đã trôi qua thật lâu, thân thể nàng vẫn không dính lấy một chút tro bụi, làn da vẫn mịn màng óng ánh như trước. Nhìn nữ đế, ánh mắt thiên lang hiện lên phấn khởi. Ba ngày qua, nàng cướp bóc khắp nơi. Ngay tại hôm qua, nàng rất may mắn bắt cóc được một đám thương nhân hải dương, chiếm được một lượng lớn thiên tài địa bảo. Theo lời Kim Quang, số linh tài này hoàn toàn đủ để chống chọi đến khi nàng tiếp nhận truyền thừa của nữ đế xong. Mà bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất của nàng, tiếp nhận truyền thừa của nữ đế. Chỉ cần truyền thừa hoàn thành thuận lợi thì nàng chính là nữ đế tiếp theo, được chưa? Lúc này, Thiên Lang đưa mắt nhìn Kim Quang đang sắp đặt linh tài. Được rồi. Linh tài đã được sắp đặt xong, chỉ cần kích hoạt trận pháp thì chỗ linh tài này sẽ biến thành linh khí chảy vào trong trận pháp truyền thừa cũng sẽ được mở ra. Nghe vậy, Thiên Lang phấn khởi gật đầu, sau đó cất bước đi đến trước mặt nữ đế, giơ quyền trượng minh hải lên đụng vào ấn đường của nữ đế theo lời hướng dẫn của Kim Quang. Mái tóc dài của nữ đế lập tức phấp phới, linh tài ở xung quanh cũng phát ra mùi thuốc nồng nặc. Chỉ thấy một trận pháp tràn ngập hoa văn màu lam xuất hiện trên mặt đất, bắt đầu hấp thu năng lượng ẩn chứa trong đống linh tài. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Thiên Lang thấp thoáng mong chờ nhưng sau lưng nàng, Kim Quang lại lộ ra vẻ mặt trào phúng. Đúng như lời nói trước đó của hắn ta, một cô gái cấp quỷ đốc thì sao xứng đôi với truyền thừa của nữ đế. Đây là một canh bạc có thể giúp thiên lang quật khởi, tuy rằng sẽ rất mạo hiểm, nhưng cám dỗ của sự thành công quá lớn, nàng tự nguyện mạo hiểm. song đối với Kim Quang thì mọi thứ đều đã được định sẵn rồi. Ngay từ ban đầu, mọi thứ đều là một cái bẫy do hắn ta sắp đặt nếu cần hậu duệ minh hải cấp quỷ hoàng mới có thể mở ra tòa di tích này thì tại sao hắn ta lại tìm đến thiên lang lan, ban tòa di tích này cho nàng bởi vì sau khi gặp thiên lang hắn ta phát hiện nàng thật sự rất giống nữ đế trong quá trình tiếp xúc hắn ta càng phát hiện tính cách của nàng vô cùng tương đồng với nữ đế dường như ý trời đã vậy đưa cơ hội hồi sinh nữ đế đến ngay trước mặt hắn ta cho nên hắn ta mới làm ra quyết định ban thưởng cơ duyên cho nàng không ngừng bành trướng giả tâm của nàng. Quả nhiên, khi khát vọng về quyền lực và thực lực đã bành trướng đến vô tận, với tính cách của Thiên Lang thì nàng đã dần dần bước vào cạm bẫy mà Kim Quang đặt ra. Trận pháp này không dùng để truyền thừa, mà là đường lui do nữ đế để lại cho mình. Kim Quang vẫn luôn tìm kiếm những hậu duệ có linh hồn tương tự với nữ đế trong khoảng thời gian nữ đế đã chết để làm vật hiến tế hồi sinh người, dùng thân thể và linh hồn của nàng để đánh thức linh hồn đang chìm trong giấc ngủ say của nữ đế. Giờ khắc này, thời cơ đã chín mùi, Kim Quang không kìm nổi kích động. Nhìn nữ đế ngồi trên vương tọa, Kim Quang mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng người cầm quyền trượng, hoành hành ba hải vực lớn, cũng chờ đợi thời đại huy hoàng của Minh Hải Quốc lại trở về. Nghĩ đến đây, thân hình hắn ta lóe lên, biến thành một tia sáng vàng chui vào trong vương trượng Minh Hải. Tuy rằng vương trượng Minh Hải đang bị thiên lan cầm, song từ khi linh hồn của Kim Quang bị thu vào vương trượng thì hắn ta mới là khí linh của cây quyền trượng này. Chủ nhân của hắn ta cũng chỉ có nữ đế mà thôi. Trong tình huống chưa bị nhận chủ thì hắn ta mới là người thao túng và khống chế vương trượng, giờ khắc này, một tấm trắng bỗng dâng lên bên cạnh trận pháp. Tất cả linh tài bên trong tức khắc bị nghiền nát, mùi thuốc nồng nặc bắt đầu lan tràn trong trận pháp. Cũng vào thời khắc này, nữ đế đã ngủ say mấy chục vạn năm chợt mở mắt ra, ánh sáng màu lam lưu chuyển trong đôi mắt ấy. Thấy nữ đế đột nhiên mở mắt, thiên lan hoảng sợ. Khí thế khủng bố của bán thần ập vào mặt khiến nàng không nhịn được muốn lùi lại. Nhưng thiên lan kinh ngạc phát hiện mình không thể nhúc nhích. Nhìn đôi mắt không có chút sức sống của nữ đế, giờ khắc này, thiên lan bỗng dưng thấy hoảng hốt. Kim Quang, ngươi ra đây cho ta. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Rất đơn giản, ngươi thua cuộc, mà ta đã lừa ngươi, giọng nói của Kim Quang truyền ra từ quyền trượng. Thiên Lang muốn hỏi tiếp, nhưng phát hiện mình đã không thể phát ra âm thanh. Cánh tay cầm quyền trượng của nàng bắt đầu héo ú với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sức sống trong cơ thể hòa lẫn với vô số linh tài, biến thành năng lượng ồ ạt chui vào cơ thể nữ đế. Tầm mắt của nàng trở nên lúc sáng lúc tối. Cảm giác suy yếu tràn ngập cơ thể tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Nàng biết mình xong đời rồi. Lúc này, không biết từ khi nào có hai người xuất hiện ngoài linh trận trong cung điện di tích. Đó chính là Hải Đại Phu, người chuẩn bị hồi sinh nữ đế cũng với Vương Đại mãn đi theo đến đây. Họ đang làm gì thế? Thế Thiên Lang đang đối diện với nữ đế, Vương Đại mãn tò mò hỏi Hải Đại Phu. Không biết nữa, chắc là đang đoạt xá, Hải Đại Phu hoang mang lắc đầu. Hả? đoạt xá á nghe vậy vương đại mãn vô cùng kinh ngạc sợ gì chứ ta sẽ giúp ngươi bảo vệ cô gái ngươi thích ta có cách hồi sinh nữ đế tốt hơn thế nhiều hải đại phu cười đắc ý theo hải đại phu thấy cách hồi sinh này thật sự là sơ sài suy cho cùng thì thiên lang chỉ có thực lực cấp quỷ đốc tuy rằng có một lượng lớn linh tài chống đỡ nhưng hồi sinh nữ đế bằng cách này thì thực lực chắc chắn sẽ không khôi phục đến ngày xưa đâu thế thì còn làm khủng bố kiểu gì Nghĩ đến đây, lão lấy một tảng đá ngũ sắc ra khỏi tay áo, đoạn ném vào trong trận pháp. Tảng đá này vừa tiếp xúc với kết giới trận pháp thì lập tức thẩm thấu vào, phát ra muôn vàng tia sáng ống ánh. Quần sáng rực rỡ đủ màu tràn ngập trong trận pháp, viên đá ngũ sắc này cũng bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Vương Đại Mãn tò mò nhìn viên đá ngũ sắc đó, lập tức mở năng lực phân tích ra. Mảnh vụn ngũ sắc, chí bảo thông tin về vật phẩm trong lúc diễn ra đại chiến tiên âm thượng cổ chí tôn thiên giới thiên khô và chí bảo đá ngũ sắc đã chiến đấu một trận với đại đế phong đô ở thế giới âm phủ trong trận chiến đó đá ngũ sắc vỡ tan mảnh vụn rải rác ở các khu vực trong âm phủ hiệu quả của vật phẩm bởi vì chí bảo này không trọn vẹn nên chức năng cụ thể không đầy đủ mảnh vụn ẩn chứa sinh cơ khổng lồ có thể nghịch chuyển sinh tử trời má hàng xịn đây là lần đầu tiên vương đại mãn thấy vật phẩm cấp chí bảo không khỏi mở to mắt he he đây chính là ích lợi khi làm kẻ ác đấy đi bộ cũng có thể nhặt được chí bảo hải đại phu cực kỳ đắc ý vương đại mãn lại đưa mắt nhìn bấp ẩn trên người hải đại phu không dám gật bừa với câu nói này giờ phút này trong trận pháp kim Quang đang tràn ngập mong đợi nhìn nữ đế chờ nàng hồi sinh theo năng lượng và sinh cơ ồ ạt tràn vào cơ thể nữ đế càng ngày càng nhiều Kim Quang cũng càng phấn khởi hơn. Hắn ta biết cuối cùng thời cơ cũng đã chín mùi rồi, nữ đế sống lại đã là điều hiển nhiên. Nhưng đúng lúc này, một luồng năng lượng không biết từ đâu ra chui vào cơ thể nữ đế, không ngừng tẩy rửa thân thể đã ngủ say lâu ngày của nàng. Kim Quang không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó chật lộ vẻ vui sướng. Hắn ta tưởng rằng đây là luồng năng lượng do nữ đế chuẩn bị trước khi tọa hóa. Có luồng năng lượng này giúp đỡ thì sau khi sống lại thực lực của nữ đế chắc chắn sẽ còn mạnh hơn trước. Nhưng dần già, kim quang không phấn khởi được nữa. Bởi vì năng lượng càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức thân thể nữ đế không tiêu hóa được. Sinh cơ và năng lượng khổng lồ lòng vòng trong cơ thể nữ đế. Kim quang không khỏi hoảng hốt. Vốn tưởng rằng dưới sự trợ giúp của luồng năng lượng không biết từ đâu ra này thì nữ đế có thể sống lại, khôi phục thực lực ngày xưa. Thế nhưng luồng năng lượng này quá khổng lồ, Khổng lồ đến mức ngay cả thân thể bán thần của nữ đế cũng không thể chứa đựng được. Giờ khắc này, thân thể nữ đế bắt đầu phình to với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sinh cơ vô tận tràn ngập trong trận pháp cũng khiến Thiên Lang vốn đã cạn kiệt sinh mệnh, sắp đi đời nhà ma cũng hồi phục ý thức, thân thể dần dần khôi phục nhờ có sinh cơ gột rửa. Sau khi phục hồi tinh thần, Thiên Lang không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng không rõ bản thân mình đang bị hiến tế sao tự dưng lại khôi phục mà nữ đế trước mặt nàng hình như có gì đó là lạ sao tự nhiên phình to ra thế chứng kiến cảnh tượng này vương đại mãn cũng cảm thấy có gì đó sai sai đúng rồi nữ đế là một kẻ cực ác cơ mà sao có thể được hải đại phu hồi sinh chứ lão này chính là thiên địch của kẻ ác cơ mà nhìn nữ đế càng ngày càng phình to như bóng bay vương đại mãn không nhịn được che mặt sao nữ đế lại thảm thế không biết Năm xưa chết oan chết uổng vì hành vi bá đạo của Hải Đại Phu, bây giờ vất vả suốt mấy chục vạn năm mới chờ được cơ hội sống lại, thế mà lão Hải Đại Phu khốn kiếp này lại đến đây. Đây là ngay cả thi thể của người ta cũng không buông tha sao, thật sự là quá hung hãn, quá ác ôn, đúng như Vương Đại Mãn nghĩ, tuy rằng đá ngũ sắc có năng lực nghịch chuyển sinh tử, song giờ phút này nó lại trở thành nguy cơ lớn nhất của nữ đế. Trận pháp mà nữ đế đã sắp đặt trước khi tọa hóa tên là nhiếp linh trận chỉ cần trận pháp được kích hoạt thì năng lượng trong trận pháp đều không thể tản ra ngoài tất cả sẽ chảy vào thân thể nữ đế ở trung tâm trận pháp trở thành năng lượng cho nàng hồi sinh cũng chính là trận pháp này mới khiến năng lượng sinh cơ do đá ngũ sắc phóng thích không thể tản ra ngoài chỉ có thể không ngừng chui vào cơ thể nữ đế khiến thân thể nàng không thể chứa đựng được luồng năng lượng khổng lồ thực ra trước khi tọa hóa ngay cả nữ đế cũng không thể ngờ rằng kế hoạch sau này của nàng sẽ bị hải đại phu phá tan tành Ngày trước, sau khi Hải Đại Phu tiếp nhận ngôi vị quốc chủ Minh Hải Quốc, đống linh tài để lại trong di tích Minh Hải mà nữ đế dự định dùng để hồi sinh đã sớm bị Hải Đại Phu đưa cho quốc chủ của tám nước mới được gây dựng kia. Số linh tài dùng cho hiến tế hồi sinh lúc này thậm chí không bằng một phần trăm lúc trước. Nhưng mà Kim Quang đã không rảnh để bận tâm nhiều đến thế. Bởi vì hắn ta không cam đoan thiên lang có thể chống chọi được bao lâu trong những cuộc cướp đoạt điên cuồng không màng hậu quả đó, nhất là cướp đoạt thương nhân Hải Dương, hậu quả vô cùng khó chấp nhận. Dù sao thế lực thương hội Hải Dương là vô cùng khổng lồ, cho nên hắn ta mới bắt đầu kế hoạch hồi sinh nữ đế trước thời hạn. Tuy rằng đống linh tài này chỉ có thể giúp nữ đế khôi phục một phần thực lực. Song chỉ cần nữ đế sống lại thì hắn ta tin rằng tất cả vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Để hồi sinh nữ đế, tất cả kế hoạch của Kim Quang đều được hắn ta suy tính tỉ mỉ bảo đảm việc hồi sinh nữ đế sẽ không xảy ra bất trắc hắn ta xác thực làm được điều đó nhưng lại bỏ sót sự tồn tại của hải đại phu giờ phút này trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người những vết trạng dần dần xuất hiện trên làn da của nữ đế bùng cuối cùng thân thể nữ đế không thể gánh chịu được nữa mà nổ tung biến thành bụi phấn màu lam rơi lả tả nữ đế nổ mất rồi trời má chuyện gì đã xảy ra vậy thấy cảnh này hải đại phu bỗng mở to mắt ông nói xem chuyện gì đã xảy ra vương đại mãn lường hải đại phu một phát trong lòng thầm mắng đê ma ma sao ta biết được chứ hải đại phu tuyệt vọng nói bằng giọng run rẩy vương đại mãn đã không muốn nói chuyện nữa dường như lúc này anh ta đã thấy những con số đang bay lên trên đầu hải đại phu âm đức cộng một âm đức cộng một âm đức cộng một ngay cả cường giả bán thần như nữ đế mà cũng không thể thoát khỏi vận mệnh làm bàn đạp cho hải đại phu tích trữ âm đức sao vương đại mãn không khỏi run lẩy bẩy tại sao tại sao lại thế hải đại phu đau đớn nhìn nữ đế nổ tung cả cuộc đời lão cố gắng làm kẻ ác là để chứng minh cho nữ đế thấy mình không phải là người tốt hơn nữa còn muốn trở thành kẻ ác để có thể tỏ tình với nữ đế một cách chính đáng nhưng giờ phút này nữ đế lại nổ tung mất rồi mục tiêu trong lòng lão đã hoàn toàn tan vỡ. Vẻ mặt hải đại phu trở nên chán chường như thể tự nguyện sa đọa. Tại sao lại thế? Lúc này, một tia sáng vàng bay ra khỏi quyền trường, đau đớn thét gào khi nhìn vương tọa minh hải trống rỗng. Kêu cái đầu ngươi. Rốt cuộc thì đồ phế vật nhà ngươi đã làm gì mà lại ra nông nổi này hả? Thấy kim quang xuất hiện, hải đại phu bi phẫn hét vào mặt hắn ta. Nghe vậy, lửa giận trong lòng kim quang bừng lên, Bỗng chốc quay sang nhìn hai người đang đứng ngoài trận pháp. Song khi thấy Hải đại phu, hắn ta không khỏi ngây ngẩn cả người. Hải đại phu, tại sao ngươi lại ở đây? Thằng ngốc kim phế vật nhà ngươi, nhìn xem ngươi đã làm chuyện hay ho gì kìa. Nếu không có bản lãnh thì đừng tơ tưởng hồi sinh nữ đế. Đồ khốn, ta mới đến chậm có một bước thôi mà ngươi đã hại chết nữ đế rồi. Nếu không phải tại ngươi thì ta đã hồi sinh nàng được rồi, Hải đại phu lại nổi giận. Sắc mặt Kim Quang vô cùng khó coi, nhưng không thể nói được một câu phản bác. Trước đó hắn ta vẫn nấp trong quyền trượng, hoàn toàn không thấy Hải Đại Phu ném đá ngũ sắc vào trận pháp nên còn tưởng rằng nữ đế, nổ tung, thật sự là do lỗi của mình. Hải Đại Phu rất đương nhiên bỏ qua hành vi của mình. Theo lão thấy thì lần hồi sinh này vốn có thể hoàn hảo không tì vết. Chắc chắn là Kim Quang đã làm sai điều gì đó nên mới khiến hồi sinh bị thất bại. Hải Đại Phu tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Lúc này Kim Quang rất đau đớn, nhưng vẫn cắn răng hỏi. Đừng đánh trống lãng, nữ đế bị ngươi hại chết rồi, bị ngươi hại chết rồi, hải đại phu tiếp tục kêu la. Chứng kiến cảnh này, vương đại mãn không khỏi mở to mắt. Da mặt của lão già này quả là vô địch rồi, đầu sỏ gây họa mà bây giờ lại có thể quát mắng người khác một cách đúng lý hợp tình như thế. Ai cho lão dũng khí thế? Lương tĩnh như hả, hải đại phu, Ngươi đã rời khỏi Minh Hải quốc từ lâu rồi. Đây là chuyện nội bộ của Minh Hải quốc chúng ta, không tới lượt ngươi nhúng tay vào." Kim Quang tự dưng cảm thấy chột dạ, nhưng mà vẫn cố chịu áp lực quát lên. "Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi hại chết nữ đế rồi, ta ít 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 18 đời tổ tiên nhà ngươi, Hải đại phu nhất quyết không tha cho hắn ta mà vẫn tiếp tục mắng chửi, còn bày ra vẻ mặt đau đớn không thể miêu tả bằng lời cho hợp với tình hình." Hải đại phu ngày xưa Minh Hải quốc gặp nạn thì ngươi đang ở đâu? Khi tám nước không muốn phục quốc thì ngươi đang ở đâu? Tuy rằng lần này ngọc thể của nữ đế tan biến là lỗi của ta, nhưng không tới lượt một kẻ đã thoát ly Minh Hải quốc như ngươi chỉ trích ta, giờ khắc này, Kim Quang cũng không nhịn được nữa mà quát lớn. Ngươi là đồ khốn kiếp. Đồ khốn chết không có chỗ chôn. Ngươi hại chết nữ đế rồi, hải đại phu hoàn toàn không nghe Kim Quang nói mà chỉ lo lại nhảy mắng tiếp vương đại mãn thiên lang đủ rồi kim quang gầm lên đồ khốn đồ khốn hại chết chủ nhân nhớ lại ngày xưa nữ đế từng đối xử với ngươi như thế nào thằng khốn nhà ngươi lại lấy oán trả ơn nữ đế người chết thảm quá tại sao lại trọng dụng một thằng khốn mất hết lương tâm như thế chứ đây là lão già khốn nạn vô liêm sĩ cỡ nào chứ vương đại mãn không thể nhìn được nữa anh ta thật sự muốn giúp nữ đế đã bỏ mình kia đập chết lão khốn này. Thế mà bây giờ vẫn còn đổ tội cho người khác được, liêm sĩ để đâu rồi, đúng lúc này, một tia sáng màu lam tối mờ bỗng hiện lên trên vương tọa. Thấy cảnh tượng này, hải đại phu bỗng ngậm miệng lại, kim quang cũng mở to mắt. Sau đó hai người đồng thời xông đến chỗ linh hồn của nữ đế. Bởi vì lúc này Kim Quang cách gần vương tọa nhất nên hắn ta nhanh chân lấy được linh hồn của nữ đế, sau đó nhảy sang một bên, khiến Hải Đại Phu vô hụt. Thân là bán thần, linh hồn của nữ đế đã được cụ thể hóa, biến thành một luồng ánh sáng màu lam tối mờ, lúc này đang bị Kim Quang cầm chặt. Hải Đại Phu lập tức trừng lớn mắt, quay sang thò tay ra trước mặt Kim Quang, đưa cho ta nữ đế là nữ đế của minh hải quốc chúng ta chứ có liên quan gì tới người ngoài như ngươi đâu kim quan hừ lạnh trước kia ta còn là quốc chủ minh hải quốc đấy nhé đó là vì ta đã chết ta mới là thống soái tối cao của quân đội minh hải quốc không thì đâu tới phiên tên ngốc hải là ngươi kim quan không chịu thỏa hiệp vô liêm sĩ ngươi còn muốn hại chết nữ đế nữa sao ta không yên tâm để nữ đế ở chỗ ngươi đưa cho ta ta sẽ hồi sinh nàng Nghe vậy, Kim Quang không khỏi cau mày. Vừa rồi, bởi vì sốt ruột nên hắn ta mới giành được linh hồn của nữ đế trước Hải Đại Phu một bước. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ thì mình chỉ là khí linh, bây giờ trận pháp đã vỡ tan, nếu muốn hồi sinh nữ đế thì thực lực của mình rõ ràng là không thể làm được. Thế nhưng Hải Đại Phu thì khác. Thực lực của lão rất mạnh, có lẽ sẽ tìm được cách hồi sinh nữ đế. Thấy Kim Quang đang chần chờ, Vương Đại Mãn rất muốn hét lên một câu Đừng cho, cho lão ta thì nữ đế chắc chắn sẽ chết đấy. Một kẻ cực ác như nữ đế mà rơi vào tay Hải Đại Phu thì Vương Đại Mãn có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết kết cục của nữ đế sẽ thế nào. Linh hồn của nữ đế nhất định sẽ trở thành điểm EXP cho âm đức kim luân của Hải Đại Phu, kết cục sẽ chỉ còn lại một con đường chết mà thôi. Hải Đại Phu, ta có thể tin ngươi được không?" Kim Quang nghiêm túc hỏi Hải Đại Phu. "Ta một lòng trung thành với nữ đế." Để nữ đế ở bên cạnh ta thì không thể nào an toàn hơn được nữa, Hải Đại Phu trịnh trọng trả lời. Hải Đại Phu, ngươi nói cho ta nghe trước đã, bao nhiêu năm qua rốt cuộc ngươi đã đi đâu, Kim Quang vẫn không yên lòng nên định tìm hiểu trước. Trong mắt hắn ta, thời gian sẽ khiến một người thay đổi. Tuy rằng trước kia Hải Đại Phu thực sự rất trung thành với nữ đế, nhưng mấy chục vạn năm trôi qua, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Ta vẫn luôn tìm kiếm cách hồi sinh nữ đế hơn nữa không ngừng thực hiện giấc mơ trở thành kẻ ác, hải đại phu nhìn linh hồn nữ đế trong tay kim quang bằng ánh mắt khát vọng. Nghe thấy hải đại phu nói đang tìm cách hồi sinh nữ đế, kim quang còn cảm thấy vui mừng. Nhưng nghe câu sau, hắn ta bỗng ngẩn ra, kẻ ác gì cơ. Ngày xưa nữ đế từng nói ta là người tốt. Đậu xanh, nói ta là người tốt đấy, mué, hải đại phu lộ ra vẻ mặt đau lòng. Cho nên từ hôm đó trở đi, ta đã âm thầm thề rằng nhất định phải là một kẻ ác, nhất định phải khiến nữ đế tán thành ta. Bây giờ ta đã là một kẻ ác nổi tiếng xa gần, nhưng mà nữ đế. Hu hu hu. Hải đại phu nói được một lát thì giọng bắt đầu nghẹn ngào. Kim Quang. Vương đại mãn. Thiên Lang. Thấy vậy, Kim Quang thở dài. Dáng vẻ của Hải đại phu lúc này khiến hắn ta cảm thấy lão vẫn là Hải đại phu của ngày xưa, không hề thay đổi chút nào vẫn giàu tình cảm như trước kia, lại có thực lực mạnh vô cùng. Kim Quang thả lỏng phòng bị, rốt cuộc không nghi ngờ Hải Đại Phu nữa. Hắn ta nói với vẻ mặt phức tạp, "Hải Đại Phu, ngọc thể của nữ đế tan biến là lỗi của ta, ta sẽ không trốn tránh điểm này. Nhưng bây giờ ta chỉ là khí linh trong vương trượng, không thể hồi sinh nữ đế, thế nên ta quyết định giao linh hồn nữ đế cho ngươi, mong rằng ngươi đừng phụ công ơn bồi dưỡng của nữ đế ngày xưa." còn ta thì sẽ mặc cho nữ đế trừng phạt sau khi người hồi sinh. Yên tâm, cả đời hải đại phu ta đây sẽ không bao giờ phản bội nữ đế, hải đại phu lập tức cam đoan. Thấy Kim Quang đưa linh hồn nữ đế cho mình, lão không khỏi lộ vẻ vui sướng, vươn tay ra nhận lấy. Đúng lúc này, cảnh tượng khiến mọi người ở đây đều há hốc mồm xảy ra. Trắc, một tiếng động giòn giả vang lên, linh hồn nữ đế mà Kim Quang vừa đặt vào tay hải đại phu bỗng vỡ tan. Bên cạnh, Vương Đại Mãn lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Khoảnh khắc linh hồn của nữ đế tan vỡ, ngoài Vương Đại Mãn ra, vẻ mặt của mọi người đều tức khắc cứng đờ. Trời đất, Kim Quang khốn kiếp, ngươi đã làm gì, nhìn mảnh vỡ linh hồn của nữ đế dần dần rơi xuống từ kẻ tay, Hải Đại Phu phẫn nộ quát lên. Giờ khắc này, Kim Quang cũng vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta chỉ đặt linh hồn nữ đế vào tay Hải Đại Phu thôi mà, sao tự nhiên lại vỡ vụn mất tiêu rồi? Kim Quang, ngươi giải thích đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn nữ đế sống lại sao? Trước đó ta coi như là ngoài ý muốn, lần này ngươi muốn giải thích thế nào? Hải Đại Phu phẫn nộ rít gào. Ta, ta không biết. Ta chỉ đặt linh hồn nữ đế vào tay ngươi thôi mà, giờ khắc này, tâm tính của Kim Quang đang sụp đổ hắn ta không biết rốt cuộc hôm nay bị làm sao mà công cuộc hồi sinh vốn nên thành công lại thất bại. Bây giờ linh hồn nữ đế đang yên lành cũng đột nhiên vỡ tan. Tên cẩu tặc kim Quang nhà ngươi, thì ra ngươi vẫn không có ý tốt, chờ đợi thời cơ muốn hại chết nữ đế. Ngươi! Thật độc ác, giờ khác này, hải đại phu vô cùng bi phẫn. Khoan đã, hình như vừa rồi tôi thấy có một vần sáng chợt hiện lên trên đầu ông rồi biến mất, sau đó linh hồn của nữ đế liền vỡ tan. Vương Đại Mãn thật sự không nhìn được nữa nên lên tiếng. Không phải anh ta muốn giúp Kim Quang, chỉ đơn giản là không thể nhìn được mà thôi. Vần sáng nào ở đây? Ta làm gì có vần sáng nào? Bây giờ ta rất nghi ngờ tất cả mọi chuyện đều do tên khốn Kim Quang này vạch ra từ trước, mục đích là để hại chết Nữ Đế. Hải Đại Phu hoàn toàn không biết mình có âm đức Kim Luân Hộ thể nên đổ tất cả tội danh lên đầu Kim Quang, kẻ đã sắp sụp đổ. Vương Đại Mãn. Được rồi, ngài nói gì cũng đúng hết, tôi không nói nữa. Giờ khắc này, Vương Đại Mãn đã bỏ cuộc rồi. Dù sao thì kẻ gánh tội cũng không phải là mình. Kim Quang, hôm nay ngươi tất yếu phải giải thích cho ta. Không thì ta sẽ không để yên đâu, Hải Đại Phu lại nói. Nhìn linh hồn nữ đế màu lam trong suốt vỡ tan đầy mặt đất, Kim Quang im lặng. Bởi vì hắn ta không biết mình nên nói gì bây giờ, càng không biết nên giải thích thế nào vậy thì đi chết đi nói rồi hải đại phu giơ tay đánh về phía kim quang kim quang vẫn không nói một lời lại càng không phản kháng chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi cùng mưu đồ mấy chục vạn năm đối với hắn ta mà nói kết cục này quá khó để chấp nhận có lẽ chết theo nữ đế cũng là một kết cục không tồi trưởng phong đập vào mặt đánh thẳng vào ngực kim quang ngay tức khắc ánh sáng rực rỡ tỏa ra bên ngoài cơ thể kim quang Vương Trượng trong tay Thiên Lang không ngừng rung rẩy, từng tia sáng màu vàng trào ra, chui vào cơ thể Kim Quang để giúp hắn ta ngăn cản chiêu thức của Hải Đại Phu. Nhưng lúc này, Kim Quang bỗng cười tự dẻo, lập tức cắt đứt liên hệ giữa mình và Vương Trượng Minh Hải, thân thể bắt đầu mờ nhạt dần, chống chọi chưa được mấy giây thì đã vỡ tan. Trước khi chết, trong lòng Kim Quang chỉ còn lại sự áy náy đối với nữ đế, cùng với tiếc nuối vì không được gặp lại người. Nữ đế Lão thần đến đây. Linh hồn của khí linh thoáng chốc vỡ tan, biến thành ánh sáng vàng bay đầy trời. Sau khi kim quang chết, vẻ mặt Hải Đại Phu không hề có một chút sung sướng, cũng không có phẫn nộ, mà chỉ có nỗi cô đơn vô cùng tận. Lão chậm rãi quỳ xuống đất, nhặt từng mảnh vỡ hồn phách của nữ đế một cách tỉ mỉ và nghiêm túc. Từ đầu tới cuối, không ai trên thế giới này hiểu lão, ngoại trừ nữ đế lão còn nhớ rõ lần đầu tiên mình biểu thị công khai lòng trung thành với nữ đế. Thấy cường giả cấp quỷ hoàng như lão đầu hàng, khi đó nữ đế lại từ chối. Nàng nói, ngươi là người tốt, không nên làm bạn với kẻ ác như ta. Đây không phải là con đường mà ngươi nên đi. Thực ra Hải Đại Phu biết rõ rốt cuộc mình là người tốt hay kẻ xấu. Trước khi gặp nữ đế, lão thích làm việc thiện, thích tất cả những thứ tốt đẹp. Nhưng phiêu bạc trong hải vực lâu ngày, lão chưa bao giờ có một người bạn chân chính quy tắc của thế giới âm phủ này là cá lớn nuốt cá bé tất cả những kẻ lương thiện đều sẽ không có kết cục tốt chỉ riêng mình lão bởi vì lão có thực lực cường đại cho nên lão không có một người bạn nào những kẻ xung quanh lão đều là kẻ ác là hạng người vì ích lợi mà không từ thủ đoạn hải tộc nơi lão sinh ra thậm chí còn coi lão là vũ khí bí mật để phát triển thế lực hy vọng lão có thể suy xét cho tương lai của chủng tộc đi cướp đoạt xâm lược địa bàn và tài nguyên lãnh địa của những chủng tộc khác song hải đại phu đều từ chối yêu cầu của tộc nhân bởi vì lão cảm thấy mình là người tốt không thích làm những chuyện xấu xa đó tộc nhân lại không nghĩ thế trong mắt họ sự lương thiện của hải đại phu là ngu xuẩn là ngốc nghếch mà không phải là chính nghĩa còn lão lại càng không phải là kẻ tốt lành gì tuy rằng tộc nhân sợ hãi thực lực của lão nên không nói rõ ràng thế nhưng hải đại phu đều biết rõ điều đó sau khi chịu đủ sự ghẻ lạnh của bộ tộc lão lựa chọn rời đi bắt đầu hành trình lưu lạc trên biển của mình trong khoảng thời gian này lão cũng sẽ đi làm việc thiện giúp đỡ những thế lực nhỏ yếu nhưng hành vi của lão chẳng những không được các thế lực nhỏ yếu đó cảm ơn mà ngược lại đến cuối cùng đều bị phản bội giúp ít là ơn giúp nhiều là oán giúp đỡ những bộ tộc khác một việc nhỏ nhoi trong lúc nguy nan thì họ sẽ mang ơn ngươi. Nhưng nếu ngươi cho quá nhiều, ngược lại khiến họ ỷ lại vào ngươi, thậm chí cảm thấy sự giúp đỡ của ngươi là điều đương nhiên, hy vọng ngươi có thể giúp họ mở rộng thế lực. Hết lần này đến lần khác đều thế. Trái tim của Hải Đại Phu đã hoàn toàn nguội lạnh. Không có một người bạn chân chính, tất cả mọi người đều coi lợi ích là trên hết. Đây chính là cách sinh tồn của thế giới này một con cá lội ngược dòng như lão sẽ không có bạn bè lại càng không có đồng loại sống trong một thế giới như vậy song sự lương thiện của hải đại phu vẫn không hề giảm bớt mãi đến khi lão gặp một người đó là nữ đế trong một lần chiến tranh chủng tộc mà lão bảo vệ bị quân đội do nữ đế dẫn dắt xâm lược hải đại phu vốn đã định rời khỏi chủng tộc này bởi vì chủng tộc này cũng chẳng khác những chủng tộc mà trước kia lão đã giúp đỡ nguyện vọng ban đầu của họ đã sớm thay đổi. Lão đã hết hy vọng với họ rồi, cảm thấy đã đến lúc rời đi. Nhưng sau khi lão rời đi thì nữ đế đến đây, dẫn theo quân đoàn Minh Hải đột kích. Khi đó, Hải Đại Phu vẫn không nhịn được mà chọn quay lại, giúp bộ tộc này chống lại sự xâm lược của nữ đế. Trận chiến này không có chút bất ngờ. Thực lực của Hải Đại Phu hoàn toàn không phải là đối thủ của bán thần nữ đế trong lúc lão đang giao chiến với nữ đế thì chủng tộc mà lão che chở đã bị hủy diệt hải đại phu vốn nên chết trong trận chiến ấy nhưng nữ đế lại không giết lão khi đó hải đại phu vô cùng kinh ngạc rõ ràng là không thể hiểu được tại sao nữ đế lại không giết mình lão biết rõ cách sinh tồn trong thế giới âm phủ này ngay cả kẻ ngu xuẩn nhất cũng sẽ không thả một cường giả cấp quỷ hoàng chạy thoát thế nhưng nữ đế lại làm vậy đến bây giờ Hải Đại Phu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của nữ đế. Nàng nói với lão một câu, đi đi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Tuy rằng Hải Đại Phu rất sợ chết, nhưng lão vẫn nổi dũng khí hỏi, tại sao? Khi đó, nữ đế đã nói một câu mà đến giờ lão vẫn nhớ như in. Ngươi là một người lương thiện chân chính. Ta đã từng nghe nói tới sự tích của ngươi, cho nên ta không giết ngươi đâu. Câu nói ấy khiến Hải Đại Phu vô cùng rung động cả cuộc đời lão chưa từng được ai thừa nhận song giờ phút này lại được kẻ cực ác nổi tiếng khắp ba hải vực lớn thừa nhận sau khi nữ đế dẫn quân rời đi hải đại phu vẫn đắm chìm trong câu nói của nữ đế khoảnh khắc ấy lão rất mờ mịt không thể hiểu được tại sao tất cả các chủng tộc mà lão đã từng giúp đỡ lại không thừa nhận mình ngược lại một kẻ ác được mọi người công nhận như nữ đế lại thừa nhận mình rốt cuộc là vì sao trong lúc hải đại phu còn đang khó hiểu vì điều này thì lão còn gặp phải hai sự kiện. Sau khi chủng tộc mà lão bảo vệ bị hủy diệt thì những tộc nhân còn sống sót tìm đến lão. Họ giận dữ mắng tại sao hải đại phu còn sống, tại sao không liều mạng bảo vệ họ, giây phút ấy, hải đại phu im lặng. Tuy rằng lão đã sớm nản lòng thoái chí với bộ tộc này, thế nhưng lão vẫn cảm thấy ấy nấy, nghĩ rằng là vì thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Nhưng sau đó, hải đại phu đã không còn nghĩ vậy nữa bởi vì không ngờ quân đội dưới trướng nữ đế lại chiêu hàng những tộc nhân còn sót lại hơn nữa còn được những tộc nhân này mang ơn vô cùng hơn nữa còn làm lễ vái chào thậm chí lão còn nghe thấy người của bộ tộc này âm thầm trò chuyện họ cảm thấy có thể sống sót trong tay một kẻ ác như nữ đế còn được chiêu hàng thật sự là vinh hạnh của bộ tộc họ chuyện này khiến hải đại phu bị đã kích rất lớn Lão không tài nào hiểu nổi mình dốc hết sức che chở bộ tộc này mà không được họ tán thành, thậm chí còn coi việc đòi hỏi lão là điều đương nhiên. Thế nhưng một kẻ tội ác tày trời như nữ đế đã giết rất nhiều tộc nhân của họ, chỉ vì cuối cùng chiêu hàng, không giết họ mà lại được họ mang ơn vô cùng. Khoảnh khắc ấy, Hải Đại Phu hoàn toàn sụp đổ. Thiện lương, công chính hay chính nghĩa đều là thứ chó má, tất cả đều là giả, từ đó trở đi, Hải Đại Phu muốn thay đổi lão muốn làm một kẻ ác, một kẻ ác khiến tất cả mọi người sợ hãi, giống như nữ đế. Trở thành kẻ ác, cho dù ngươi chẳng làm gì cả, thậm chí chỉ đi ngang qua lãnh địa của một bộ tộc nào đó thôi, ngươi sẽ được bộ tộc đó mang ơn, chỉ vì ngươi không xâm lược lãnh địa của họ. Nhưng đến lúc người tốt đi qua mà không bố thí thì bộ tộc đó sẽ nguyền rủa ngươi, nói ngươi thế mà gọi là người tốt ư, đây chính là hiện thực chân thật nhất. Trong thế giới này, muốn có bạn bè, muốn được tán thành thì hãy trở thành một kẻ hung tàn ác độc cái gọi là người tốt thực chất chỉ là kẻ ngốc là tên ngu hải đại phu cảm thấy câu này không hề sai vì thế kể từ giây phút đó hải đại phu đã thề phải là một kẻ ác một kẻ cực ác khiến mọi người phải sợ hãi như nữ đế sau lần đó lão đi tìm nữ đế biểu thị công khai nguyện trung thành với nàng thế nhưng nữ đế không chấp nhận mà chỉ lắc đầu cười đáp ngươi là người tốt ta là kẻ ác Chúng ta không phải là một loại người. Hải Đại Phu không bỏ cuộc mà lần lượt đi tìm nữ đế, nói rõ lời thề mình nhất định sẽ trở thành kẻ ác. Cuối cùng, nữ đế vẫn đồng ý, nhưng Hải Đại Phu biết từ đầu tới cuối, nữ đế chưa bao giờ tin rằng lão sẽ là một kẻ ác. Thậm chí mỗi lần Minh Hải quốc phát động chiến tranh mở mang bờ cõi, nữ đế chưa bao giờ cho lão gia nhập. Kể cả trận chiến hải vực, kể cả trận chiến Bắc Kỳ. Nữ đế luôn có cớ Mỗi lần đều nói, trong trận chiến này ngươi có trọng dụng khác. Lão có chiến lược cấp quỷ hoàng, nhưng dường như nữ đế chưa bao giờ coi trọng điều đó. Dần già, Hải Đại Phu hiểu được thì ra nữ đế vẫn luôn bảo vệ cho sự lương thiện của lão. Một kẻ tội ác tày trời lại muốn bảo vệ cho sự lương thiện cuối cùng của một tên muốn trở thành kẻ ác. Đây là chân tướng khiến Hải Đại Phu cảm thấy buồn cười nhất, nhưng cũng khiến lão bất đắc dĩ nữ đế thật sự thấu hiểu hải đại phu cái ác của hải đại phu là ác vì nữ đế lão muốn nữ đế thực sự tán thành mình lão mong muốn được nghe nữ đế nói chúng ta là một loại người vào thời khắc đó thiện hay ác đã không còn quan trọng trong mắt hải đại phu lão chỉ đơn giản muốn được nữ đế tán thành mà thôi lúc này hải đại phu đang nhặt mảnh vỡ linh hồn của nữ đế một cách nghiêm túc hốc mắt không khỏi đỏ hoe có phải là ta rất ngốc không ngay cả làm kẻ ác mà cũng không học được nếu ngươi có thể đích thân dạy ta thì ta nhất định sẽ trở thành kẻ ác độc nhất trên đời này nhìn mảnh vỡ màu lam trong suốt trong tay mình nước mắt rơi trên gương mặt của hải đại phu không ai hiểu ta chỉ có mình ngươi ta thật sự rất nhớ ngươi vào giây phút này nỗi bi thương và tuyệt vọng của hải đại phu vô cùng chân thật tràn ngập sức cuốn hút lão quỳ trên mặt đất nhặt từng mảnh vỡ linh hồn nữ đế lên cứ như thể đang nhặt ký ức quá khứ của mình vẻ mặt tràn ngập nghiêm túc nhưng trông cũng rất đau buồn vương đại mãn vốn đang định nói gì đó nhưng khi nhìn hải đại phu anh ta lại im lặng đến bây giờ anh ta mới phát hiện mình không thực sự hiểu biết hải đại phu lão là một cường giả song lão cũng rất ngây thơ như là một đứa trẻ cái ác mà lão theo đuổi không phải là cái ác thuần túy chẳng qua là vì đạt được sự tán thành của người mình yêu mà thôi. Lão đã phiêu bạc bên ngoài mấy chục vạn năm, lần này trở về đây, tuy rằng lão luôn mồm nói là để khủng bố, song mỗi khi nhắc tới nữ đế thì lão luôn rất vui vẻ, ánh mắt chứa chan sự ái mộ và quyến luyến. Vương Đại Mãn còn nhớ rõ trước khi tiến vào cung điện di tích, Hải Đại Phu làm bộ như không hề để ý, nhưng giọng nói lại không che giấu được sự kích động và mong chờ. Nhìn Hải Đại Phu đau buồn rơi lệ, trong lòng anh ta bỗng cảm thấy hụt hẫng hải đại phu có âm đức hộ thể lại yêu phải một kẻ ác đến tột độ giống như là trò cười nhưng đây không phải là chuyện cổ tích họ đã chú định không thể có một kết thúc tốt đẹp cũng giống như ngọn lửa nóng bỏng yêu phải dòng nước lạnh lẽo càng đến gần thì nước bốc hơi càng nhanh chỉ mang tổn thương đến cho người ấy chứ không bao giờ có khả năng được ở bên nhau nhưng hải đại phu không hề biết điều đó Lão vẫn đang cố gắng đi trên con đường đến gần nữ đế, ngờ nghệch nghĩ rằng vì mình còn chưa đủ ác nên mới chưa được nữ đế thừa nhận. Giờ khắc này, Vương Đại Mãn bỗng nhiên rất muốn biết rốt cuộc nữ đế là người như thế nào. Tại sao lại vẫn giữ ngọn lửa rất có thể sẽ thiêu cháy mình ở bên cạnh, nàng thật sự không biết sao, hoặc là nói, nàng thật sự là kẻ ác sao, từng mảnh vỡ linh hồn trong suốt phát ra ánh sáng màu lam tối mờ, chậm rãi bay lên không trung như bồ công anh sau đó dần tan biến giờ khắc này hải đại phu rất muốn bắt được chúng thế nhưng lão phát hiện mình không thể bắt được cho dù đã giữ chặt trong tay song những mảnh vỡ màu lam trong suốt kia vẫn sẽ len lỏi ra từ kẻ tay tại sao tại sao lại thế hải đại phu đau buồn rít cào chỉ cần có mảnh vỡ linh hồn thì lão vẫn có hy vọng hồi sinh nữ đế nhưng bây giờ niềm hy vọng cuối cùng đó cũng tan biến rồi Hải đại phu dùng hết sức quơ tay lung tung. Trong lão vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Khi đống sáng màu lam đều tan biến hết, hải đại phu nản lòng ngồi bệt trên mặt đất, trên gương mặt đã không còn nụ cười lạc quan ngày xưa nữa. Không có. Không còn gì cả. Ha ha. Ha ha ha. Thấy hải đại phu như vậy, vương đại mãn muốn an ủi lão, nhưng không biết nên nói gì. Làm người tốt thì mất tộc nhân, mất bạn bè làm người xấu thì mất nữ đế hiểu mình nhất hải đại phu là một người may mắn nhưng cũng là kẻ bất hạnh bởi vì sự may mắn của lão chỉ thuộc về bản thân không ai thừa nhận lão càng không ai hiểu lão ngoại trừ nữ đế cho nên nữ đế mới trở thành chỗ dựa tinh thần của hải đại phu giây phút chỗ dựa ấy tan biến cảm xúc bi thương và tuyệt vọng ăn sâu vào xương tủy mảnh vụn linh hồn của nữ đế chậm rãi tái tạo lại trong lục đạo luân hồi từng miếng được lắp kết, chữa trị, rất nhiều ký ức cũng được chiếu lại trong đầu nữ đế như những thước phim điện ảnh. 46 vạn năm trước, hải vực vọng hư. Cơn mưa máu tầm tả bao phủ khắp hải vực. Lúc này, trên một hòn đảo nhỏ vô danh trong hải vực vọng hư, ngọn lửa hừng hực càng quét khắp nơi, tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng vang sinh hòa lẫn vào nhau, như chốn địa ngục. Giết hết. Không bỏ sót một đứa nào, một giọng nói cộc cằn vang lên trên hòn đảo. Hắn ta vừa dứt lời thì trận tàn sát này càng trở nên cay nghiệt hơn. Lúc này, trong một ngôi nhà gỗ trên hòn đảo, một cô bé đang tràn ngập sợ hãi đứng trên băng ghế nhìn ra bên ngoài thông qua cánh cửa sổ. Cô bé tận mắt chứng kiến các tộc nhân ngã vào vũng máu. Tất cả đều khiến cho cô bé chỉ có 8 tuổi này ngây ra tại chỗ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.